Xin chào các bạn. Như mình cũng đã nói trong một cái video khác đó là chúng ta có một cái biến thể khác của C200, cái tai nghe vô địch phòng gym. Thì cái này là cái C310 và nó có thiết kế ở phía bên trên của nó, phần housing của nó là bằng kim loại, nó sẽ đẹp hơn và chắc chắn hơn rất là nhiều. Và giá của nó thì nhỉnh hơn khoảng gần 200 ngàn. Khoảng 200 ngàn, đó là 1.190.000. Rất là hợp lý nha các bạn, để chúng ta có thể mua và sử dụng. Thì về cái cơ bản á, cái này nó không khác gì với cái C200 cả. Các bạn chỉ chọn là kim loại hoặc là nhựa thôi. Còn bên trong như thế nào mình sẽ khui ra cho các bạn xem chi tiết hơn. Ngay bây giờ, đây là cái hàng mới về tại Mai Nguyên mà mình lấy mình khui luôn cho các bạn xem. Đó. Khui ra liền để các bạn xem thử coi bên trong bao gồm những gì. Ok, đầu tiên chúng ta có cái phim bảo hành này của Sony. Rồi, tiếp tục coi bên trong có gì ha. Rồi chúng ta có tài liệu hướng dẫn đi kèm nè, một cáp UPTC. Thì như mình nói trong cái video giới thiệu về cái C200, thì với một cái khả năng thiết kế phần cứng rất là tốt của Sony trên những cái tai nghe của họ, thì đưa một cái chuẩn sạc UPTC lên những cái điện thoại cũng như là trên những cái tai nghe thiết bị của họ sẽ rất là dễ dàng và tuyệt vời. Thì đây là một trong những sản phẩm thuộc cái phân khúc đó. Đây, tiếp theo chúng ta bên trong hộp chúng ta còn có thêm cái earbud đi kèm. Thì chúng ta vẫn sẽ mặc định là có 3 bộ, một bộ ở trên tai nghe, 2 bộ ở đây. Rồi, đây là cái tai nghe. Cá nhân mình nha, nếu như mình mua, chắc chắn mình sẽ bỏ thêm 200 ngàn để mình mua cái C310 này. Về cơ bản nha, nó vẫn là giống cái C200 ở những chi tiết như là cái dây rất là dẻo, không có độ đàn hồi. Nó dẻo nha các bạn, còn cái độ đàn hồi là nó khác. Đó, ở đây có cái phần nhận Bluetooth, rồi ở đây cũng là cái chi tiết để chúng ta có thể nhấn qua bài hay là bật nguồn gì đó lên. Y chang như vậy, không khác gì hết, mà cái điểm khác nó nằm ở đây. Khi mà các bạn cầm cái này lên á, các bạn sẽ cảm nhận ngay được cái sự cao cấp của nó. Đó, thật sự là mình gọi là cao cấp luôn, tại vì sao? Sony họ làm cái này bằng kim loại. Các bạn thấy không? Kim loại thì dĩ nhiên nó phải khác rất là nhiều so với cái C200 là bằng nhựa rồi. Và giá cho nó chỉ có 200 ngàn thôi. Thì tùy theo mức độ mà các bạn yêu cầu nó sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ có thể mua cái tai nghe mà với giá nó phù hợp với bản thân của chúng ta. Đây, mình cho các bạn xem cái phần bên trong, phần housing. Và đây là cái phần driver, các bạn thấy nó cũng tương đối là ổn. Thì mặc dù là không có hỗ trợ HiRes Audio, tuy nhiên mình thấy là những cái tai nghe dòng mới này của Sony sẽ gần như là chiếm lĩnh cái thị trường tai nghe trong phòng tập. Tại vì trọng lượng của nó chỉ có 19 gram thôi, mà housing cũng như là cái build của nó rất là tuyệt vời. Các bạn thấy nha, cái phần chi tiết ở đây nó làm rất là tốt. Vẫn có những cái micro, cũng có những cái công năng mà chúng ta cần phải có trên một cái tai nghe để chúng ta đi tập trong phòng tập, hay là các bạn đeo để chạy bộ. Mới giá chỉ có 1.190.000 thôi, chưa tới 1.200.000 nữa mà chúng ta đã có một cái tai nghe rất là tuyệt vời như thế này rồi. Thì về cơ bản cái này nó có thể sử dụng được khoảng 15 tiếng, chờ 200 tiếng và có thể chống nước ở chuẩn IPX4, là chúng ta có thể sử dụng để chống lại mồ hôi được. Nhưng mà mình không có khuyến khích các bạn ngâm cái này vô trong nước nha, để vô rửa là không, chúng ta chỉ có thể dùng vải để lau thôi, không phải là rửa giống như một số những cái điện thoại khác. Thì với giá bán là 1.190.000, cái này rất là tuyệt vời để các bạn có thể mua sử dụng và tập trong phòng tập. Thì đeo cái này là tuyệt vời, tại vì trọng lượng của nó rất là nhẹ, màu của nó cũng rất là khó bị dơ, và cái chất lượng hoàn thiện cũng như là cái name của Sony và chất lượng âm thanh của nó thì rất là tuyệt vời rồi. Mình có đeo thử, mình nghe thử rồi thì nó cũng tương tự như C200, tức là nó vẫn có chất lượng âm thanh nghiêng về giới trẻ là nhiều, nhạc EDM, nhạc dance thì chúng ta sẽ nghe này rất là tuyệt vời. Còn những cái dòng nhạc khác thì mình nghe ở mức độ là trung tính thôi, không quá xuất sắc cũng như là không có phải là quá tệ. Thì với sản phẩm này các bạn bấm phía dưới phần mô tả để các bạn xem thêm chi tiết về cái tai nghe C310 mới của Sony. Một trong những cái tai nghe mình thấy là giá trị nhất hiện nay trên thị trường, về cả kinh tế cũng thiết kế cũng như là những cái tính năng mà nó mang lại cho người dùng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mến chào các bạn trong những video khác.